Anh sẽ cung cấp tên lửa chống hạm cho Ukraine để đối phó Nga. Nga tập trận rầm rộ giữa căng thẳng với Ukraine. Cơ hội hạ nhiệt căng thẳng Nga-phương Tây. WHO, nửa triệu người đã chết kể từ khi Omicron xuất hiện. Ca nặng có thể tăng khi số người nhiễm bùng lên sau Tết. Nhiều nơi tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh. An Giang, 23 cây xăng ngưng hoạt động vì hết xăng, không có nhân viên phục vụ. Hà Nội cho xe ôm công nghệ hoạt động trở lại. Và vợt vì taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất, khách đông nên trở tay không kịp. Hoàng Quyên xin kính chào quý khán giả đang theo dõi một điểm tin trưa ngày 9 tháng 2 của DKN TV. Kính chúc quý vị một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin hôm nay. Thưa quý vị, đài Nova Radio vào ngày 8 tháng 2 đã dẫn lời của đại sứ Ukraine tại Anh, Vadim Rychenko đã cho biết, Anh sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa chống hạm với khả năng dùng để đối phó với hải quân Nga ở Biển Đen. Lần đầu tiên, lực lượng vũ trang của chúng ta, cụ thể là hải quân, sẽ nhận những vũ khí thực thụ. Những tên lửa sau cùng sẽ giúp chúng ta có gì đó đối phó với Nga ở Biển Đen và Biển Azov, theo ông Rychenko. Quan chức này cũng đã không nêu cụ thể loại vũ khí gì mà London sẽ cung cấp, cũng như là thời điểm bàn giao. Theo đài RT, việc cung cấp những tên lửa chống hạm dường như nằm trong thỏa thuận trị giá 2,3 tỷ đô la Mỹ do Anh và Ukraine đã đạt được vào năm ngoái. Thỏa thuận này đã đề cập đến việc Anh đã cung cấp một khoản vay mà Ukraine sẽ trả trong vòng 10 năm, nhằm để chi cho các thiết bị quân sự liên quan hải quân. Ông Rychenko đã cho biết, trong số đó có hai tàu dò mìn hiện đang được điều chỉnh lại tại một xưởng đóng tàu ở Scotland và các thiết bị khác. Lực lượng vũ trang của chúng ta chưa từng nhận được những nguồn vốn để phát triển như thế từ nước ngoài, ông Rychenko đã cho biết. Viện trợ quân sự nước ngoài dành cho Ukraine đã gia tăng trong thời gian gần đây, do lo ngại về khả năng bị Nga tấn công, dù Moscow luôn bác bỏ cáo buộc này. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba vào ngày 7 tháng 2 đã đề cập quy mô viện trợ quân sự mà nước này đã nhận. Ukraine đã nhận được thêm hỗ trợ quốc tế về chính trị và kinh tế cũng như là an ninh. Trong vài tuần và vài tháng này, chúng tôi đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ và hơn 1.000 tấn phụ trang và đạn dược, ông đã cho biết. Trong một diễn biến khác, Reuters vào ngày 9 tháng 2 đã dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, 6 tàu chiến của nước này đang từ Địa Trung Hải hướng đến Biển Đen để tập trận. Nga tập trận rầm rộ giữa căng thẳng với Ukraine. Thưa quý vị, các hãng tin Nga vào hôm qua ngày 8 tháng 2 đã đưa tin quân đội đã bắt đầu một cuộc tập trận chiến thuật vào ban đêm ở miền nam nước này và 6 tàu chiến đang trên đường đến Biển Đen để tham gia tập trận. Các hãng tin Nga đã dẫn lời của phát ngôn viên Vadim Astoyev thuộc Bộ Chỉ huy quân khu miền nam của nước này đã cho hay các cuộc tập trận chiến thuật vào ban đêm kéo dài 3 tuần sẽ có một sự tham gia của các hệ thống tên lửa, xe tăng và xe bọc thép, theo Reuters. Sẽ có hơn 30 cuộc tập trận chiến thuật, với mỗi một cuộc tập trận thì có sự tham gia của 400 binh sĩ và 80 thiết bị quân sự đã được tổ chức tại 15 trường bắn thuộc quân khu miền Nam. Các hãng tin Nga cũng đã không nói rõ cuộc tập trận nói trên là diễn biến mới hay là một phần của những kế hoạch trước đó. Vào hồi tháng 12 năm 2021, Moscow đã thông báo khoảng 3.000 cuộc tập trận sẽ diễn ra ở miền Nam của Nga trong năm 2022. Thông tin về đợt tập trận chiến thuật ban đêm đã được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở Điện Kremlin. Một quan chức Pháp đã nói rằng Tổng thống Putin đã hứa là sẽ không có hoạt động quân sự mới gần Ukraine vào lúc này. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cho hay khẳng định thông tin trên của Tổng thống Putin đã hứa như thế là không đúng. Ngoài ra, hãng tin Interfax hôm nay đã dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết 6 chiến hạm nước này đã di chuyển từ Địa Trung Hải đến Biển Đen để tham gia tập trận. Cùng ngày, hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã thông báo thủy thủ của đội tàu thuộc hạm đội này đã phóng tên lửa đối không và khai pháo trong một cuộc tập trận phòng không tại bán đảo Kamchatka thuộc vùng biển Đông của Nga, theo hãng tin TASS. Quân khu miền Nam của Nga giáp với Ukraine và bao gồm cả bán đảo Crimea và Moscow cũng đã sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.
Tuy nhiên, danh sách những khu vực diễn ra các cuộc tập trận chiến thuật ở miền nam của Nga lần này không có lãnh thổ nằm dọc biên giới giáp với Ukraine. Cơ hội hạ nhiệt căng thẳng Nga phương Tây. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo Nga, Pháp, Mỹ và Đức mới đây đã có cuộc gặp riêng và đưa ra những thông điệp khác nhau. Những cuộc gặp này đánh dấu sự khởi đầu của một tuần ngoại giao về cuộc căng thẳng giữa Nga với phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine vốn đang leo thang căng thẳng. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow sau khi hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin trong 5 giờ đồng hồ vào ngày 7 tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khẳng định vài ngày sắp tới sẽ mang tính quyết định cho cuộc khủng hoảng liên quan đến Ukraine và cần phải có một cuộc thảo luận sâu mà chúng tôi sẽ cùng theo đuổi. Ông Putin thì cho rằng một số ý tưởng của ông Macron có thể là giúp hạ nhiệt căng thẳng, theo Reuters. Một số ý tưởng, đề xuất của ông ấy có thể làm cơ sở cho những bước chung tiếp theo. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để tìm ra sự thỏa hiệp phù hợp cho tất cả các bên. Ông Putin đã nhấn mạnh mà không cung cấp chi tiết nội dung, nhưng cho hay sẽ điện đàm với Tổng thống Macron sau khi nhà lãnh đạo Pháp hội đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 8 tháng 2. Theo AFP, Tổng thống Macron đã đưa ra những đề nghị cụ thể nhằm để giải quyết mối quan ngại của Nga lẫn phương Tây. Những đề xuất đó đã bao gồm Nga và phương Tây không thực hiện những hành động quân sự mới, khởi động cuộc đối thoại chiến lược mới và nỗ lực khôi phục quá trình đàm phán hòa bình cho một cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. WHO, nửa triệu người đã chết kể từ khi Omicron xuất hiện. Thưa quý vị, vào hôm qua ngày 8 tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cho biết có 130 triệu ca bệnh và 500.000 ca tử vong đã được ghi nhận trên toàn cầu kể từ khi Omicron đã được tuyên bố là một biến thể đáng lo ngại vào tháng 11 năm 2021, gọi con số này là hơn cả bi kịch. Theo hãng tin AFP, biến thể Omicron đã nhanh chóng vượt qua Delta và trở thành biến thể chiếm ưu thế trên toàn thế giới bởi vì tính dễ lây lan hơn và dù có vẻ như là Omicron đã không gây bệnh nặng hơn Delta và các biến thể trước đó. Theo quan chức WHO Abdi Mahmoud, việc có nửa triệu người chết vì biến thể Omicron là một con số đáng lưu ý. Trong khi mọi người đều cho rằng Omicron nhẹ hơn, họ đã bỏ sót việc nửa triệu người đã chết kể từ khi biến thể này đã được phát hiện. Nó còn hơn cả bi kịch. Virus này tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm của nó, ông Mahmoud đã nói. Trong bản cập nhật dịch tễ học hàng tuần đã được công bố vào cuối ngày 8 tháng 2, WHO đã cho biết có gần 68.000 ca tử vong đã được ghi nhận trong tuần vừa qua, tăng 7% so với tuần trước đó. Trong khi đó, thì số ca mắc mới hàng tuần toàn cầu đã giảm 17%, ở mức là gần 19,3 triệu ca. Báo cáo của WHO đã cho biết, đại dịch hiện được đặc trưng bởi sự lây lan nhanh chóng trên toàn cầu của biến thể Omicron, và biến thể này hiện đã được phát hiện ở hầu hết các nước. WHO đã cho biết, biến thể Omicron chiếm 96,7% số mẫu thu thập được giải trình từ gen và tải lên sáng kiến khoa học toàn cầu GISAID trong 30 ngày qua. Trong khi đó, thì Delta hiện chỉ chiếm là 3,3%. Báo cáo mới nhất của WHO cũng đã cho biết dữ liệu sẵn có về hiệu quả của vaccine COVID-19 đối với biến thể Omicron vẫn còn hạn chế. Cho đến nay, thì đại dịch COVID-19 đã giết hơn 5,7 triệu người kể từ đầu dịch vào hồi cuối năm 2019, trong khi có hơn 392 triệu ca bệnh trên toàn cầu. Gần 10,25 tỷ liều vaccine đã được tiêm cho người dân trên toàn cầu. Thưa quý vị, chuyển sang phần tin trong nước. Ca nặng có thể tăng khi số người nhiễm bùng lên sau Tết. Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn đã cho rằng, nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên Đán trong bối cảnh cả nước đang dần dần mở lại các hoạt động, dẫn đến gia tăng người nhiễm COVID-19, tăng ca nặng. Thứ trưởng Y tế đã nhìn nhận, về cơ bản dịch bệnh đang được kiểm soát trên cả nước, với số ca chuyển nặng, tử vong có xu hướng giảm. Tuy nhiên, thì từ mùng 4 Tết đến nay, thì số ca nhiễm đang tăng dần trở lại. Đến mùng 7, lên gần 17.000 trường hợp. Vào tối ngày 8 tháng 2, số ca nhiễm cả nước đã lên gần 22.000 ca, cao nhất kể từ tháng 10 đến nay, trong bối cảnh thích ứng. Tổng cộng một tuần qua, Bộ Y tế đã công bố có gần 100.000 ca nhiễm bệnh. Số trường hợp nặng xu hướng giảm mạnh, gần đây đã duy trì ở mức trên 2.000 ca mỗi ngày, trong khi tháng trước thì luôn hơn từ 3.000 đến 4.000.
Số ca bệnh nặng, nguy kịch tuần qua đã giảm hơn 27% so với tuần trước đó. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng bệnh nhân tử vong trong tuần đã giảm 246 ca. Việc gia tăng COVID-19 sau thời gian nghỉ Tết cũng đã được các chuyên gia dự đoán trước đó. Tuy nhiên, thì họ đã cho rằng tình hình chưa đáng lo ngại, chỉ cần người dân tiếp tục tuân thủ tốt 5K để tránh nguy cơ tạo làn sóng dịch mới. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Y tế Dự phòng Bộ Y tế, nguyên nhân đầu tiên khiến cho số ca COVID-19 tăng là ngày Tết nhiều lễ hội, gặp gỡ, tiếp xúc đông người làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Và thứ hai là sau Tết, lượng người lao động trở lại thành phố để tiếp tục làm việc, học sinh và sinh viên đều trở lại trường học, dẫn đến nhu cầu xét nghiệm cao hơn, càng xét nghiệm càng phát hiện ra ca nhiễm mới. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã đang thực hiện nới lỏng, thích ứng linh hoạt, an toàn hơn với dịch bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai đã khuyến cáo người dân nên coi COVID-19 là một bệnh thông thường để không quá lo lắng và tập trung điều trị nếu không may mắc bệnh. Hầu hết thì mọi người đã hiểu về bệnh, COVID-19 không quá nặng như ta tưởng tượng trước kia, có thể chữa được tại nhà, phó giáo sư đã nói. Điều quan trọng là kiểm soát được lượng bệnh nhân diễn biến nặng, nguy kịch cũng như là ca tử vong do COVID-19. Tăng cường tiêm vaccine, bảo vệ người cao tuổi, nhiều bệnh nền. Đối với biến chủng mới Omicron, các chuyên gia đã cho rằng cũng không quá lo ngại do biểu hiện bệnh nhẹ. Chính quyền, cơ quan chức năng không chủ quan thả lỏng, nhưng cũng không nên lo lắng quá mà cảm đoán không hợp lý. Sau 2 năm chống dịch, COVID-19 đã không còn quá xa lạ. Các biện pháp đưa ra cần phải cân nhắc để không làm ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống cũng như là kinh tế và xã hội. Nhiều nơi tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, vào hôm qua ngày 8 tháng 2, Bộ Y tế thông báo có 21.909 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 8 ca nhập cảnh và 21.901 ca đã ghi nhận trong nước, tăng 5.092 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh, thành phố. Trong các trường hợp mắc mới, có 14.982 ca trong cộng đồng. Theo thống kê, số mắc COVID-19 mới đã tăng trong 2 ngày gần đây, sau kỳ nghỉ Tết. Trong 24 giờ qua, ghi nhận có 97 ca đã tử vong tại 29 tỉnh thành. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 3 ca, 1 ca từ An Giang chuyển đến, Hà Nội cao nhất với 19 ca. Bình Định và Đồng Nai mỗi nơi 8 ca, Thừa Thiên Huế 7 ca. Trong ngày 8 tháng 2, có 4.397 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2.263 bệnh nhân nặng đang điều trị. Vào hôm qua ngày 8 tháng 2, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM có công văn gửi các cơ sở y tế trên địa bàn về việc bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Sở Y tế đã đề nghị Ủy ban Nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vận động người dân từ các tỉnh trở về và cư trú trên địa bàn tuân thủ thông điệp 5K. Tự theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như là sốt, ho, khó thở thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại. Thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 và xử trí theo quy định. Tăng cường truyền thông, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân. Không lơ là chủ quan ngay cả khi đã tiêm đủ mũi vaccine COVID-19. Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác quản lý người nhập cảnh cách ly. An Giang, 23 cây xăng ngưng hoạt động vì hết xăng, không có nhân viên phục vụ. Thú vị, trên địa bàn tỉnh An Giang có 10 doanh nghiệp đầu mối, 16 tổng đại lý và 489 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Những ngày gần đây, nhiều cửa hàng xăng dầu ở tỉnh này đã đóng cửa, tạm ngưng hoạt động chưa đúng quy định, gây nhiều bức xúc cho dư luận và khó khăn trong công tác quản lý. Cụ thể, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2, qua kiểm tra của Cục Quản lý tỉnh, có 23 cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở 5 huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Châu Thành, Châu Phú và An Phú đã ngừng hoạt động. Lý do các cửa hàng treo biển hết xăng là thiếu nguồn cung, không có nhân viên phục vụ, sang nhượng cửa hàng cho đơn vị khác. Trong đó, tạm ngưng hoạt động nhiều nhất là các cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc hệ thống của P-Voice cung ứng nguyên liệu. Để kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, đóng cửa hàng không đúng quy định,
Vào ngày 8 tháng 2, Cục Quản lý tỉnh An Giang đã yêu cầu các đội quản lý đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện làm rõ từng trường hợp cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa không hoạt động. Cần thiết thì phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa hàng. Nếu vi phạm, phải kiên quyết xử lý nghiêm. Xác minh tại thông tin các cửa hàng xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động trong thời gian qua. Nếu có vi phạm trong quá trình tạm ngưng hoạt động, thì phối hợp kiểm tra ngay để xử lý nghiêm theo quy định. Hà Nội cho xe ôm công nghệ hoạt động trở lại. Thưa quý vị, vào hôm qua ngày 8 tháng 2, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã cho phép xe ôm công nghệ hoạt động trở lại sau hơn 6 tháng dừng hoạt động. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị cung cấp ứng dụng vận chuyển hành khách bằng mô tô, xe gắn máy, chịu trách nhiệm trong việc theo dõi quản lý lái xe. Các lái xe phải được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, tuân thủ 5K và các quy định hiện hành của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Y tế, bảo đảm không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Trước đó, vào ngày 24 tháng 7 năm 2021, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ban hành quy định dừng chở khách, hàng hóa bằng xe máy, gồm cả xe ôm công nghệ, giao hàng công nghệ, shipper khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến ngày 14 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã cho phép xe buýt, taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ hoạt động trở lại. Tuy nhiên, thời điểm đó, xe ôm công nghệ vẫn chưa được hoạt động do quan ngại khó truy khi có tình huống liên quan đến F0. Trong ngày 8 tháng 2, các ứng dụng đặt xe công nghệ như là Grab, Be đã mở trở lại hoạt động chở khách hàng bằng xe hai bánh trên các ứng dụng của mình. Vật vã vì taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất, khách đông nên trở tay không kịp. Và hôm qua ngày 8 tháng 2, tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đông nghịch người. Nhiều hành khách tiếp tục phản ánh khó đặt xe về nhà sau chặng bay dài, giá cước vẫn còn cao. Theo ghi nhận, vào trưa cùng ngày, lượng xe máy, ô tô cá nhân đến đón người nhà đã liên tục sa vào khu vực nhà ga quốc nội. Ở khu vực gọi xe, loa sân bay đã phát thông tin khuyến khích hành khách và người nhà đặt xe công nghệ để giảm tải áp lực cho taxi truyền thống. Tuy nhiên, nếu đặt xe công nghệ thì hành khách phải chờ thang máy lên lầu 3-4-5 của nhà để xe TCB hoặc là di chuyển sang khu vực nhà ga quốc tế. Chưa kể là giá cước xe công nghệ cũng đã tăng khá cao so với ngày thường do khan hiếm. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy đã phản ánh vợ chồng chị đặt xe taxi công nghệ từ sân bay về đường Lê Văn Khương, quận 12, nhưng chờ khoảng 30 phút, xe vẫn chưa đến đón. Một số hành khách khác cũng đã phàn nàn mất cả tiếng đồng hồ mới lên được xe công nghệ. Còn tại làng D, dành cho các hãng taxi truyền thống như là Vinasun, Mylin, Vinataxi và Saigon Tourist, các phương tiện rồng rắn xếp hàng. Một tài xế hãng Vinataxi đã nói, phương tiện không thiếu, nhưng do chỉ có một làn xe được đón khách, nên tài xế phải xếp hàng, dẫn đến khách đợi lâu. Theo tài xế này, chỉ 1 đến 2 ngày nữa thì lượng khách sẽ trở lại bình thường. Trong khi đó, thì một số cò của taxi dù rảo quanh các tầng để kiếm khách ra ngoài bến. Thấy hành khách tài xế nách mang, la cò ngay lập tức chạy đến mồi chài, rất mất trật tự. Nếu khách đồng ý thì họ sẽ dẫn khách ra ngoài sân bay đón xe, dùng chiêu trò ép giá. Chị Lê Thị Thoa quê ở Quảng Nam đã phản ánh, sau khi xuống máy bay thì gia đình của chị đã đăng ký đi xe hãng, xe sân bay và cả Grab, nhưng đều không được. Ngược lại thì có taxi dù chèo kéo, hét giá gấp 5-7 lần. Thấy không ổn, gia đình tôi đành kéo vali ra đường Trường Sơn đón Grab về nhà, thì một rừng người mặc áo Grab bị xe dù tiếp tục chèo kéo. Khó khăn lắm, gia đình tôi mới thoát khỏi nhóm người này và đi một đoạn khá xa đến gần công viên Hoàng Văn Thụ để đón xe ôm truyền thống về nhà với giá là 70.000 đồng. Chị Thoa đã bức xúc nói. Liên quan đến việc khó đón taxi, ông Tạ Long Hỷ, giám đốc taxi Vinasun đã cho rằng lượng xe phục vụ khách tại sân bay Tân Sơn Nhất rất nhiều. Tuy nhiên, do lượng hành khách đổ dồn về một lúc, phương tiện phải xếp hàng vào đón khách nên khách chờ đợi lâu. Nếu tăng thêm xe thì cũng không giải quyết được gì. Chưa kể xe phải chạy ra đường đậu gây mất an toàn giao thông. Về giá vé thì chúng tôi khẳng định giá vé Tết không tăng so với ngày thường. Ông Hỷ đã khẳng định. Đại diện của một hãng xe công nghệ lý giải nhu cầu đặt xe bất ngờ tăng đột biến trong những ngày sau Tết Nguyên Đán đã khiến cho hãng và tài xế trở tay không kịp. Trước tình hình này thì hãng khuyến khích
tài xế đón khách ở khu vực này, áp dụng chính sách tăng tiền thưởng cho tài xế. Kính thưa quý vị, một điểm tin trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.